Trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì Top League sẽ có rất nhiều những cái trận cầu vô cùng hấp dẫn sẽ được khởi tranh. Và một trong những cái trận cầu này đó là trận cầu giữa Manchester City với Nottingham Forest. Thì kèo bóng tôn tử cũng đã lên video tham vấn cho anh em xong rồi. Những anh em nào mà chưa có những cái mã kèo chơi chất lượng cũng như là chưa có những cái thông tin chất lượng nhất về cái cặp đấu này thì anh em có thể ghé qua kênh chính, anh em link vào video để anh em nhận được những cái tham vấn của chúng tôi về những cái mã kèo chất lượng nhất trong trận cầu này anh em nhé. Với rất nhiều những cái cặp đấu vô cùng hấp dẫn trong Top League được khởi tranh buổi tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì kèo bóng tôn tử cũng không thể nào mà lên hết tất cả những cái video tham khảo kèo cho anh em xem được. Ngày hôm nay thì có rất nhiều những anh em cũng đã nhắn tin hỏi thăm đến kèo bóng tôn tử là có phải anh ốm hay là do sức khỏe của anh không tốt mà chưa thấy anh lên video nào. Tiện đây thì mình cũng nói luôn với anh em là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì kèo bóng tôn tử cũng chỉ tham vấn cho anh em mỗi ngày chỉ 1 đến 2 video mà thôi. Thực ra để mà lên được video thì một ngày tôn có thể lên cho anh em đến 10 đến 20 cái video cũng được. Nhưng không phải là lên video để cho nó là qua loa đại khái anh em nhé. Khi mà chúng tôi lên bất cứ một cái video nào thì thường thì chúng tôi sẽ phải cập nhật rất nhiều những cái thông tin vô cùng là xác thực đến từ bên đối tác liên minh. Họ cung cấp những cái thông tin giá trị về hai đội bóng, cung cấp về những cái thông tin nội bộ cũng như là thông tin về cái phong độ của hai đội bóng. Thì lúc đó chúng tôi mới lên video nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em được, chứ không phải là cứ trận đấu nào mà chúng tôi cũng lên. Vì thế anh em hãy hết sức thông cảm cho kèo bóng tôn tử. Còn ở cái video này thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với kèo bóng tôn tử chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu không thể bỏ qua được diễn ra trong khung 2 giờ rạng sáng ngày mai. Đó là trận đấu giữa Burnley với Manchester United. Như chúng ta cũng có thể thấy được trên bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh lúc này thì Manchester City vẫn đang là một cái đội bóng có một cái thành tích phong độ rất là cao khi mà họ cũng đã hoàn toàn bất bại ở 5 lượt trận đầu tiên. Trong khi đó thì đối thủ được mệnh danh là sẽ cạnh tranh với cái tấm vé chức vô địch năm nay là Manchester United thì chúng ta có thể thấy được sau khi trải qua 6 cái trận đấu ở cái mùa giải mới thì MU cũng mới chỉ có được cho mình vỏn vẹn 6 điểm sau 2 chiến thắng mà thôi. Họ cũng đã để thua 3 trận đấu trước những cái đối thủ không được đánh giá cao. Và thời điểm hiện tại thì MU cũng đang xếp ở vị trí thứ 13. Họ cũng đang có được cho mình 6 bàn thắng và cũng đã để thủng lưới lên đến 10 bàn anh em nhé. Với một cái phong độ khá kém cỏi như thế này thì rõ ràng là MU ở cái giai đoạn đầu mùa giải này họ không phải là một cái kênh uy tín để cho giới đầu tư chúng ta trông vào cái kênh này anh em nhé. Trong khi đó thì đối thủ của họ tới đây là câu lạc bộ Burnley, một đội bóng nhỏ bé mới lên hạng ở cái giải Ngoại hạng Anh năm nay thì cũng chưa có được một cái thành tích tốt khi mà trải qua 4 trận đấu của đầu mùa giải họ cũng mới chỉ giành được cho mình một kết quả hòa mà thôi. Còn lại thì họ cũng đã thua đến 3 trận. Ở thời điểm hiện tại thì Burnley cũng đang xếp ở vị trí thứ 19. Họ cũng đang có được cho mình 1 điểm. Và xét về cái hiệu số bàn thắng bại thì lúc này Burnley cũng đang âm đến 8 bàn. Họ cũng đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới của đối phương. Trong khi đó thì hàng thủ quá là tệ khi đã nhận đến 12 bàn thua anh em nhé. Xét về cái phong độ của hai đội bóng như thế này cũng như là tương quan lực lượng của hai đội bóng ở cái thời điểm hiện tại thì rõ ràng là MU sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Burnley. Và điều này thì cũng được thể hiện bằng cái mức kèo chấp ở thời điểm hiện tại khi mà thị trường kèo châu Á họ để cái mức chấp lên đến là 3/4 cả trận dành cho MU. Đây cũng không phải là cái mức chấp quá cao dành cho MU anh em nhé. Xét về những cái thành tích gần đây của hai đội bóng thì chưa bao giờ MU lại chấp mà Burnley với cái mức kèo thấp đến ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là với một cái phong độ không được ấn tượng ở cái đầu mùa giải vừa rồi thì lúc này đoàn quân nhà Ten Hag cũng không được giới đầu tư cũng như là giới chuyên gia đánh giá quá cao cho họ về cái mã kèo Harry Kane vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái mức kèo tài xỉu ở trận đấu này thì nhà cái cũng đang để cái mức là 3 hòa với điểm ăn đang là 0.96. Với cái mã kèo này thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy được ở cái trận đấu tới đây thì giới chuyên môn họ cũng đang đánh giá rất là cao cho một trận cầu sẽ là tưng bừng bàn thắng do hai đội bóng này tạo lên. Tuy nhiên thì với một cái phong độ không được ổn định của MU cùng với đó thì họ phải làm khách trên sân nhà của Burnley thì
Chúng tôi cũng không hướng đến một cái kết quả quá là rực rỡ bàn thắng dành cho hai đội bóng này. Vì thế, để có được cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong cái trận đấu này mà kèo bóng tôn tử sẽ tham vấn dành tặng cho toàn thể anh em, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận định của kèo bóng tôn tử cũng như là về cái thành tích ghi bàn ấn tượng của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây, để anh em chúng ta có thể tự tin đầu tư vào cái mã kèo Harry Cup cũng như là mã kèo tài xỉu trong trận đấu này. Nhưng trước khi bước vào những cái tâm điểm là những cái mã kèo thơm nhất, thì tôi mong rằng ở cái video này, những anh em nào mà đã quan tâm đến kèo bóng tôn tử mà đã nhận được những cái hỗ trợ từ kèo bóng tôn tử với những cái mã kèo chất lượng trong cái khoảng thời gian vừa qua, thì mình cũng mong rằng anh em cũng dành ra một chút ít cái thời gian để anh em có thể dành tặng cho kèo bóng tôn tử một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển và sẽ ra thêm nhiều video chất lượng tham vấn kèo chơi cho anh em nhé. Và anh em cũng đừng quên là khi anh em muốn lấy kèo chơi chất lượng trong tất cả những trận cầu tâm điểm được diễn ra trong khuôn khổ Top League tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai, thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại mà Tôn cũng đã in trên màn hình. Đó là số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử, để anh em có thể nhận được những cái tham vấn tốt nhất cũng như là những cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong những cái trận cầu mà anh em sẽ quan tâm anh em nhé. Trước khi anh em đặt niềm tin vào những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ dành tặng cho anh em ở trong cái trận đấu này, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin mà kèo bóng tôn tử ngày hôm qua cũng đã đầu tư cùng với những anh em trong các cái hội nhóm. Ngày hôm qua thì Tôn cũng đã đồng hành với rất nhiều những cái hội nhóm ở hai cái trận cầu tâm điểm được diễn ra ở buổi tối ngày hôm qua. Đó là trận đấu giữa Salernitana và Fossimole. Ở trận đấu này thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư với 5 cái mã kèo. Tuy nhiên thì với cái mã kèo Big Bet ở trận đấu này thì anh em có thể thấy đây là cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã cho anh em Big Bet trong các hội nhóm. Anh em có thể nhìn lên màn hình và anh em xem những cái trao đổi mà chúng tôi cũng đã trao đổi cùng với rất nhiều những anh em. Là trận đấu này anh em nào mà xác định chơi lớn chơi mạnh thì anh em chỉ Big Bet cho Tôn một cái mã kèo duy nhất, đó là mã kèo tài góc 9 cả trận. Ở cái trận đấu này thì cái kết quả góc chung cuộc là 17 góc anh em nhé. Trong trận đấu diễn ra thì Tôn cũng đã nhồi cho anh em rất nhiều những cái mã kèo. Anh em có thể thấy đây là những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với anh em trong trận đấu này. Sau khi mà Salernitana đã bị dẫn trước một bàn thì Tôn tiếp tục nhồi cho anh em vào cái mã kèo, đó là Salernitana chấp 0.25 bóng. Và như dự đoán của chúng tôi, trong hiệp 2 thì Salernitana cũng đã có được một bàn thắng gỡ hòa. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã rất là rực rỡ với những mã kèo mà kèo bóng tôn tử cũng đã đồng hành cùng với anh em rồi. Và hơn nữa thì anh em ở trong nhóm cũng đã quá là tưng bừng với cái mã kèo vị tỷ số mà kèo bóng tôn tử cũng đã cho anh em chơi. Như anh em có thể thấy đây là cái vị tỷ số mà Tôn cũng đã cho anh em đầu tư. Ở trận đấu này thì Tôn chỉ cho anh em đầu tư duy nhất một cái vị tỷ số, đó là vị tỷ số 1 đều dành cho hai đội bóng. Đây anh em có thể thấy, anh em thấy đây là cái vị tỷ số mà Tôn cũng đã cho anh em đồng hành rất là rực rỡ anh em nhé. Và rất nhiều anh em có hỏi là anh ơi, chỉ có một vị tỷ số ở trận đấu này thôi à? Thì mình cũng đã nhấn mạnh với anh em là trận đấu này mình chỉ kết duy nhất một cái vị tỷ số, đó là vị tỷ số 1-1 mà thôi. Với cái vị tỷ số 1-1 mà hai đội bóng cũng đã tạo lên mà anh em chúng ta đầu tư, thì anh em chúng ta cũng đã mang về một cái thành quả vô cùng là lớn nào khi bỏ ra 1M nhưng anh em thu về đến 8M anh em nhé. Bỏ vốn ít mà ăn nhiều, chỉ có kèo bóng tôn tử mới có thể làm được cho anh em mà thôi. Không có bất cứ một cái nhóm nào có thể mang lại cho anh em những cái mã kèo mà bỏ vốn ít ăn nhiều như thế này được. Ở đây anh em có thể thấy đây là những cái trao đổi mà chúng tôi cũng đã trao đổi cùng với anh em trong ekip. Khi mà trận đấu đã có được 12 góc thì Tôn tiếp tục cho anh em nhồi vào cái mã kèo, đó là tài góc 15 cả trận. Rất là rực rỡ anh em nhé. Trận đấu này thì cũng đã kết thúc với tổng số góc là 17 góc, thì chúng ta cũng đã ăn full được hai cái mã kèo tài góc rồi. Còn trận đấu giữa Alavet với cả Bilbao thì ở trận đấu này khi mà có được cái đội hình ra sân chính thức thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư với ba cái mã kèo. Và ba cái mã kèo mà Tôn cũng đã tham vấn cho anh em, đó là anh em chọn xỉu trận 2-1/4, xỉu góc cả trận 9 hòa và đi Alavet được chấp 0.5. Với ba cái mã kèo này thì chúng ta cũng đã thua mất cái mã kèo, đó là
Alaves được chấp 0.5 bóng. Còn chúng ta cũng đã ăn được hai cái mã kèo, đó là xỉu trận 2-1/4 và xỉu góc cả trận 9 hòa. Trong khi đó, ở cái trận đấu này, trong hiệp 1, Bilbao cũng đã có được một cái bàn thắng dẫn trước. Thì Tôn cũng đã tiếp tục cho anh em đầu tư mạnh vào cái kèo, đó là xỉu trận 2.5 cùng với nữa là xỉu trận 2-1/4. Thì kết quả chung cuộc là 2-0 dành cho Bilbao. Thì chúng ta cũng đã ăn quá rực rỡ trong cái trận đấu này rồi. Đấy, như anh em có thể thấy, ở trên video nhận định thì cũng chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo cho anh em mà thôi. Còn anh em muốn có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất thì anh em hãy lên chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo là 0832406091 hoặc Telegram @kèobongtontu để anh em có thể nhận được những cái tham vấn tốt nhất về những trận cầu mà anh em quan tâm anh em nhé. Có thể là video này Tôn cũng đã chia sẻ và tâm sự khá là nhiều về những cái mã kèo cũng như là những cái cuộc chơi mà Tôn cũng đã đồng hành cùng với anh em trong các hội nhóm. Tuy nhiên thì để anh em hiểu sâu hơn về kèo bóng Tôn Tử thì anh em cũng phải cần biết được cái độ uy tín mà chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với rất nhiều nhóm trên Telegram và trên Zalo anh em nhé. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với trận đấu tâm điểm của đêm nay. Đó là trận đấu giữa Manchester United với cả Burnley. Ở thời điểm hiện tại thì giới chuyên gia họ đang đánh giá là Manchester United sẽ ra về với kết quả là 3 điểm có được. Điều này được minh chứng bằng cái mức phần trăm giành chiến thắng lên đến 56 dành cho MU anh em nhé. Còn Burnley thì cũng chỉ có cơ hội giành chiến thắng có 21% mà thôi. Xét về cái phong độ ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cả hai câu lạc bộ cũng đang không có được cái phong độ cao, khi mà MU cũng chỉ có được 36% phong độ khi trải qua 7 cái trận đấu gần nhất mà thôi. Còn Burnley thì họ cũng chỉ có vỏn vẹn 29% phong độ khi trải qua 7 cái trận đấu gần nhất. Burnley cũng chỉ giành được có một chiến thắng cho mình. Với cái thành tích như thế này thì rõ ràng cả Burnley lẫn MU cũng không phải là cái địa chỉ tin cậy để anh em chúng ta đầu tư vào cái mã kèo Harry Cup ở những trận đấu tới đây của cả hai câu lạc bộ này. Tuy nhiên, xét về một cái thành tích nghèo nàn của hai đội bóng trong cái khoảng thời gian gần đây thì rõ ràng là MU vẫn được đánh giá cao hơn và họ cũng hoàn toàn xứng đáng với cái niềm tin mà người hâm mộ sẽ dành tặng cũng như là giới đầu tư chúng ta sẽ trao cho họ với cái mã kèo Harry Cup ở trận đấu này. Anh em có thể nhìn lên màn hình và chúng ta có thể thấy được là đây là cái thành tích đối đầu của hai đội bóng trong cái khoảng thời gian gần đây. Trong quá khứ 6 cái trận đấu gần nhất khi hai câu lạc bộ này đối đầu với nhau thì chúng ta có thể thấy được là MU hoàn toàn áp đảo so với cả Burnley. Trong 6 cái trận đấu gần nhất của hai câu lạc bộ này thì MU cũng đã giành đến 4 chiến thắng và họ cũng chỉ để thua ở duy nhất có một trận trước Burnley là cái tỷ số 0-2, cách đây cũng đã khá lâu, từ năm 2020 cơ. Còn ở cái trận đấu của cái mùa giải 2021-2022 thì hai đội bóng này cũng đã có một cái kết quả, đó là hòa nhau. Ở cái trận đấu mới nhất tại Cúp Liên đoàn Anh thì chúng ta có thể thấy được là MU cũng đã đánh bại Burnley với tỷ số là 2-0. Với một cái thành tích đối đầu đã hoàn toàn nghiêng về MU như thế này thì chúng ta cũng không phải lăn tăn gì về cái mã kèo chấp ở thời điểm hiện tại mà nhà cái đưa ra là 3/4 dành cho MU anh em nhé. Còn về cái mức kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại đang là cái mức 3 hòa thì chúng ta có thể thấy được trong 5 cái trận đấu gần nhất của hai câu lạc bộ này thì họ đều xảy ra rất nhiều những cái bàn thắng. Từ Burnley cho đến MU thì những trận đấu gần đây của hai câu lạc bộ thì họ cũng đều có một cái kịch bản là sẽ có nhiều bàn thắng được tạo lên ở mỗi trận đấu. Ở cái trận đấu mới nhất khi mà Burnley làm khách trên sân nhà của Nottingham Forest thì đội bóng này cũng đã hòa với Nottingham Forest với tỷ số là 1-1. Ở cái trận đấu kế tiếp khi mà họ tiếp đón Tottenham ngay trên sân nhà của mình tại cái vòng 4 của giải Ngoại hạng Anh thì Burnley cũng đã có được 2 bàn thắng cho mình. Tuy nhiên thì ở trận đấu này Burnley cũng đã để thua Tottenham với tỷ số lên đến 2-5. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy được là Manchester United ở 3 cái trận đấu gần nhất của câu lạc bộ này thì không có một trận đấu nào mà chúng ta được chứng kiến dưới 3 bàn thắng được tạo lên anh em nhé. Ở cái trận đấu mới nhất khi mà Manchester United làm khách trên sân nhà của Bayern Munich ở cái khuôn khổ vòng bảng của Cúp C1 châu Âu thì Manchester United cũng đã có đến 3 bàn thắng cho mình. Tuy nhiên thì họ cũng không giành được chiến thắng ở trận đấu này do lỗi kỹ thuật
ở bên phía thủ môn Alala. Họ đành phải ra về với không có điểm số nào cho mình. Tuy nhiên thì một trận cầu mang đến 7 bàn thắng như thế này cũng đã làm được mãn nhãn với lòng người hâm mộ rồi. Ở cái trận đấu mới nhất tại giải Ngoại hạng Anh thì chúng ta có thể thấy được là MU cũng đã có được một cái kết quả lên đến tỷ số là thua 1-3 trước Brighton. Một trận đấu thi đấu ngay trên sân nhà, thế nhưng Ten Hag cũng đã không đưa ra được một cái lối chơi mạch lạc cho các học trò của mình. Ở trong những cái trận đấu gần đây thì chúng ta có thể thấy được lối chơi mà Ten Hag tạo lên cho các học trò vô cùng là rời rạc. Các cầu thủ trên sân chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Họ không có những cái miếng đánh sở trường và cũng không có những cái pha phối hợp nào tạo lên cái sự đột biến. Từ Marcus Rashford cho đến Bruno Fernandes thì cũng không tạo lên được một cái điểm nhấn nào. Ở cái trận đấu tại vòng 4 của giải Ngoại hạng Anh thì chúng ta cũng được chứng kiến một trận đấu mà Ten Hag cũng đã mang đến cho người hâm mộ thiếu rất nhiều thuyết phục anh em nhé. Một trận đấu mà MU làm khách trên sân nhà của Arsenal. Tuy rằng MU cũng đã có được bàn thắng dẫn trước, thế nhưng họ cũng đã để Arsenal nội ngược rằng một cách đầy là bất ngờ khi mà cũng để thua với tỷ số lên đến 1-3. Còn ở trận đấu khi mà Manchester United tiếp đón Nottingham Forest ngay trên sân nhà của mình ở cái khuôn khổ lượt trận thứ 3 của giải Ngoại hạng Anh thì một chút nữa thôi MU cũng đã đành phải chia điểm cùng với Nottingham Forest nếu như Nottingham Forest họ không bị mất người ở cái hiệp thi đấu thứ 2. Ở cái trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được là MU họ đã chơi không tập trung như thế nào. Chỉ trong vòng có 5 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất, Nottingham Forest họ cũng đã có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước cho mình. Tuy nhiên thì sau khi có được 2 bàn thắng, Nottingham Forest cũng đã chủ động nhường lại thế trận cho MU và họ chủ động phòng ngự để giữ được bảo toàn cái tỷ số. Thế nhưng người tính không bằng rời tính. Nottingham Forest dù là chơi hay nhưng với lý do thiếu người nên họ cũng đã ra về khi rời sân của Manchester United với không có điểm số nào. Với một cái thành tích ấn tượng như thế này thì rõ ràng là trận đấu tới đây người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một trận cầu sẽ là tưng bừng bàn thắng. Và với một cái lối chơi mạch lạc mà Ten Hag cũng đã truyền thông điệp cho các học trò của mình trong trận cầu khi phải làm khách trên sân nhà của Bayern Munich thì chúng tôi cũng đang hướng đến một kết quả thuận lợi dành cho thầy trò Ten Hag ở cái trận đấu khi làm khách trên sân nhà của Burnley vào lúc 02 giờ đêm nay anh em nhé. Với những cái thông tin mà chúng tôi có được ở thời điểm hiện tại sau khi cũng đã trao đổi cùng với những chuyên gia trong ekip kèo bóng tôn tử thì với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang nghiêng nhiều về một kết quả thuận lợi dành cho MU anh em nhé. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì rõ ràng là anh em có thể đặt niềm tin vào một chiến thắng cho MU. Vì thế cái mã kèo Harry Cup với cái mức chấp lên đến 3/4 như thế này thì anh em có thể đầu tư mạnh tay cho Tôn ở cái mã kèo đó là MU chấp 3/4 bóng với điểm ăn đang là 0.91 là cái mã kèo để anh em có thể về bờ trong cái buổi đêm ngày hôm nay. Còn với cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể cân nhắc cho Tôn ở cái mã kèo đó là tài trận 2/3/4 với điểm ăn đang là 0.73 là cái mã kèo để anh em có thể lót về bờ được trong cái trận đấu này anh em nhé. Rồi như vậy là ở trận đấu này thì kèo bóng tôn tử cũng đã thống nhất cho anh em với 2 mã kèo đó là anh em chọn MU chấp 3/4 bóng cả trận cùng với đó là cái mã kèo tài trận 2/3/4. Với 2 cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, những anh em nào mà cảm thấy những nhận định của chúng tôi hợp ý và trùng máu thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này, còn không thì anh em có thể đi ngược lại cũng không sao. Vì ở thời điểm hiện tại đây cũng chưa phải là 2 cái mã kèo mà Tôn sẽ chốt cho anh em big bet trong các cơ hội nhóm. Để có được những cái mã kèo chơi chất lượng nhất trong trận đấu này thì mình khuyên anh em là anh em chúng ta hãy chờ khi có được cái đội hình ra sân chính thức của đội bóng. Khi đó thì anh em hãy cân nhắc kèo chơi chất lượng cho mình anh em nhé. Và nếu như khi đã có được cái đội hình ra sân của hai đội bóng này rồi, cũng như là khi anh em đã có được những cái thông tin chất lượng nhất về cái cặp đấu này mà anh em vẫn còn mông lung, vẫn còn lăn tăn về những cái mã kèo nhà cái thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu được diễn ra anh em nhé. Và một lần nữa Tôn cũng xin nhắc lại với toàn thể anh em đó là chúng tôi thường xuyên chốt kèo trước trận đấu là 30 phút đến 1 tiếng. Vì vậy anh em hãy để ý đồng hồ, anh em hãy hẹn giờ để có thể trao đổi với Kèo Bóng Tôn Tử để nhận được những cái mã kèo chất lượng nhất trước khi những cái cặp đấu tôm điểm đêm nay sẽ được diễn ra anh em nhé. Rồi như vậy là Kèo Bóng Tôn Tử cũng đã lên tham vấn kèo chơi xong cho anh em.
những cái thông tin chi tiết về cái trận đấu này cũng như là những cái mã kèo chơi chất lượng nhất về trận đấu này thì Tôn cũng đã lên cho anh em xong rồi. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em chúng ta sẽ có được những cái chiến thắng vô cùng lớn lao trong những cái trận cầu mà anh em sẽ quan tâm trong cái buổi tối cũng như là rạng sáng ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.